Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip sáng ngày 29 tháng 12, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Fisher và model của nó là 201. Dòng âm ly này là dòng âm ly xuất âm tụ, nó thích hợp anh em ghép vào những cặp loa AR, những cặp loa cổ Âu Mỹ Nhật. Bây giờ cái phần quan trọng nhất của chiếc âm ly này đó là cái phần nội thất. Và bây giờ Việt Vinh sẽ tiến hành mở nội thất của chiếc âm ly Fisher 201. Và trước khi mở thì Việt Vinh sẽ quay cho anh em qua cái phần hình thức bề ngoài của chiếc âm ly này. Now's the time for us to say Happy New Year. Đẹp đúng không anh em? Bây giờ Việt Vinh sẽ thử cái chế độ radio FM cho tất cả anh em chúng ta cùng xem. Hiện tại thì Việt Vinh vẫn đang để chế độ là AUX1, đó là cổng tín hiệu đầu vào. Bây giờ Việt Vinh sẽ chuyển sang chế độ FM. Còn đây là cái phần nội thất của chiếc ly Fisher 201. Chúng ta có thể nhìn qua phần nội thất của chiếc ly này. Nó mới như xuất xưởng anh em ạ. Nó gần như không có một vết bụi nào cả. Anh em có thể nhìn qua. Nó mới đến mức độ như này. Đấy, anh em đã nhìn thấy chiếc ly Fisher 201 là mới như này chưa? Rất là ít đúng không ạ? Đấy, tất cả còn 7 màu hết này. Từ cái nguồn này anh em nhìn đi chứ. Mới khủng khiếp luôn ạ. Đây từ cái giấy mà họ dán, anh em nhìn này. Đấy. Từ con ốc, từ cái sợi dây radio. Đấy, từ cái bánh răng. Việt Vinh sẽ quay rất là kỹ cho anh em xem. Đây là cái tụ của nó. Anh em cứ nhìn cái đai tụ này. Đấy, cái đai để gia cố cái tụ này nó còn 7 màu. Và tụ của nó đây, đây là thông số của tụ. Và đây là nguồn, đây là câu trì, đấy, đây là hệ thống câu trì, còn đây là cái số series của nội thất, đấy, anh em có thể nhìn nó đẹp đến mức độ như này. Và chiếc âm ly Fisher có model 201 này thì nó chạy 4 sò Hitachi và mã số của sò là 2SC1030, 2SC1030, 2SC1030 và 2SC1030, 4 chiếc sò này giống nhau, nguyên bản của nhà sản xuất. Anh em có thể nhìn độ mới của chiếc mini này thật sự là rất là khủng khiếp. Việt Vinh phải nói như vậy. Đây, chassis của nó xung quanh đây. Đấy. Rồi, anh em vừa xem qua cái phần nội thất rồi. Thực sự là quá là mới. Đây, từ cái đai này của nó anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cái đai tụ này. Anh em đã nhìn thấy chiếc mini Fisher nào mới như này chưa ạ? Rồi, xung quanh Việt Vinh đã quay rất là kỹ cho anh em xem rồi. Bây giờ chúng ta xem cái mặt hông. Đấy, đây là cái phần mặt hông của chiếc ly Fisher. Chiếc ly này thì anh em nào mà sưu tầm thì cực kỳ tuyệt vời. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng gặp một chiếc ly có độ mới như này cả. 28201. Đây là những con ốc bên hông. Còn đây là cái phần mặt đáy của chiếc ly Fisher mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Mặt đáy của nó mới như xuất xưởng anh em ạ. Đấy. Đẹp không ạ? Rất là đẹp. Đây, những cái linh kiện ở trong nó còn sáng quắc này. Anh em có thể nhìn ở phía trong. Và độ mới của nó chắc chắn thì nó còn mới hơn cả phía trên này, chắc chắn là như vậy rồi. Rồi, đây là cái phần quan trọng nhất mà Việt Vinh vừa quay cho anh em. Đây là cái phần mà rất là quan trọng trong quá trình chúng ta sử dụng một chiếc âm ly.
Còn đây là cái phần mặt sau của Jimny Fisher Commodore 201 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Chúng ta có thể nhìn cả phần phía sau này của nó từ các jack kết nối. Đây này, anh em nhìn jack kết nối này, đây là jack kết nối ở cầu loa này. Gần như là khi mà nhà sản xuất xuất xưởng như thế nào thì bây giờ nó vẫn như vậy anh em ạ. Đấy, từ những con ốc là anh em có thể nhìn qua. Rất là đẹp. Như cái này là cái lớp băng dính anh em nhé. Đấy, lớp băng dính chúng ta có thể cạo đi. Ở phía sau này nó gồm có hai cầu loa A và B. Thì dòng Fisher thì nó họ sẽ đề ký hiệu là main và remote. Tức là main là A và remote là B. Đây là dương, đây là âm. Đây là âm, đây là dương. Vế này là B, vế này là A. Anh em chú ý nhé. Đây này, com là âm. Anh em cứ nhớ hộ Việt Vinh com là âm. Còn đâu tất cả đều là dương. Đây, anh em cắm như Việt Vinh này. Dương âm, dương âm. Đây là một vế. Hiện tại Việt Vinh đang cắm giáp bắp chuối. Đấy, thông số của nó đây anh em. Rất là mới đúng không ạ? Còn đây là cái phần dây nguồn của Jimny Fisher của model 201. Anh em có thể nhìn cái dây nguồn của nó. Đây là dây nguồn của Mỹ. Trên là ghi chữ này. Đấy. Rất là xịn sò. Đấy, và anh em nhìn cái rắc cắm của Jimny này. Nó còn rất là mới. Gần như Jimny này rất ít khi sử dụng. Cắm ra cắm vào. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cái đồng của nó này. Nhìn nó sáng bóng như này. Tức là chiếc mi này nó rất là mới, rất ít khi sử dụng. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc mi Fisher của model 201. Nguồn điện của chiếc mi Fisher này là nguồn điện 120V, anh em chú ý khi sử dụng. Và cổng tín hiệu mà Việt Vinh dùng hiện tại lúc này là cổng AUX1. Và bây giờ Việt Vinh sẽ bật công tắc nguồn lên. Chất âm của chiếc Jimny Fisher Commodore 201. Và chiếc Jimny Fisher này Việt Vinh bán với giá là 5.600.000 đồng. Một chiếc Jimny Fisher tuyệt đẹp. Và anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc Jimny Fisher này, liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.